Tranh Thiên Hạ bị tố mượn ý tưởng, nguyên nhân do đâu mà ra? Tranh Thiên Hạ lên sóng đã thu hút được lượng người xem rất lớn bởi có sự góp mặt của Dương Dương và Triệu Đạo Tư. Tuy còn nhiều điểm chưa thực sự hoàn hảo, song đây vẫn là một bộ phim được đánh giá khá đáng xem trong khoảng tháng 4 tháng 5 này. Đang chiều rất êm đềm thì đột nhiên gần đây, chúng tôi nghe đâu bộ phim bị nói mượn ý tưởng và còn có hành vi không tốt với động vật. Cụ thể ngay trong sáng ngày 29 tháng 4, Tranh Thiên Hạ bất ngờ bị đưa lên top 1 hot search vì phía bộ phim Hạc Lệ Hoa Đình có ý nhắc khéo tác phẩm của Triệu Đạo Tư và Dương Dương. Trước đó một số người xem đã phát hiện ra nhiều chi tiết từ nội dung đến lời thoại của Tranh Thiên Hạ rất giống của Hạc Lệ Hoa Đình. Bởi thế mà Weibo Hạc Lệ Hoa Đình đã có bài đăng đầy ẩn ý, được cho là đang đề cập tới việc mượn ý tưởng này. Văn học nghệ thuật không nên dùng cho âm mưu toan tính nào, một khi đã bị nhiễm bẩn thì toàn bộ tinh thần và cốt khí của nó cũng mất đi. Động thái này của Hạc Lệ Hoa Đình được cộng đồng mạng khen lợi hết người, bởi không cần chỉ thẳng mặt vẫn có thể bóng gió bộ phim nào đó đang mượn ý tưởng của mình. Mặt khác, một vấn đề nữa mà cộng đồng mạng quan tâm đó là những nội dung lời thoại tương đồng với Hạc Lệ Hoa Đình trong Tranh Thiên Hạ không hề xuất hiện ở nguyên tác. Do đó nhiều người đặt ra giả thuyết đó là do Tranh Thiên Hạ khi lên phim biên kịch biến tác phẩm từ nữ chủ trở thành nam chủ vì quá bí đã mượn ý tưởng của Hạc Lệ Hoa Đình. Thực tế nếu Dương Dương chịu nhường Lộ Tư thì biên kịch cũng chẳng cần vất vả thay đổi như thế làm gì, vừa phá nguyên tác lại khiến fan chuyện phật lòng. Sau vụ mượn ý tưởng, cùng ngày blogger đăng bài viết cho biết cộng đồng mạng tố đoàn phim Tranh Thiên Hạ đối xử không tốt với động vật. Theo bài đăng thì đoàn phim Tranh Thiên Hạ đã buộc dây vào bụng của một chú ngựa, sau đó kéo ngã. Nhiều người phân tích rằng nếu ngã theo tư thế của chú ngựa thì khả năng cao khó có thể sống sót. Một số khác thì để lại bình luận cho biết những cảnh này có thể đoàn phim xài ngựa già bệnh sắp đi để vừa có được hiệu ứng chân thật, vừa tiết kiệm chi phí. Nhìn chung Tranh Thiên Hạ chỉ sau một đêm đã dính phải rất nhiều lùm xùm không hay, khiến cộng đồng mạng phải mỉa mai, nhất là pha mượn ý tưởng từ Hạc Lệ Hoa Đình. Riêng chúng tôi thì thấy nếu thực sự có những lỗi này, đoàn phim Tranh Thiên Hạ nên tưởng rõ ràng, tránh ảnh hưởng đến các diễn viên và cả bộ phim. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!